Ba ngày sau khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Trung tướng Đường Minh Hưng có mặt tại Bratislava, thủ đô Slovakia, để gặp mặt và nói chuyện với ông Robert Kalinak, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia. Các nhà điều tra Đức cho rằng có khả năng trong thời điểm đó, Trịnh Xuân Thanh vẫn còn ở châu Âu. Vì sao có cuộc họp cùng lúc nhiều nghi phạm chính đến tham dự? Liệu Việt Nam và Slovakia có thảo luận cách đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi châu Âu hay không? Trong tình huống như thế, thì Slovakia có thể giúp đỡ hay không? Vào hôm 26 tháng 4 năm 2018, báo Frankfurt Allgemeine, một nhật báo uy tín của Đức và có tầm vóc liên bang, đã đăng một bài báo về vụ Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ Việt Nam bắt cóc tại Berlin. Đặc biệt, phần cuối bài báo này cho biết một tin tức mới mà từ trước đến nay các nhà báo điều tra Đức chưa hề tiết lộ. Sau đây là bản dịch nguyên văn phần cuối của bài báo. Và thậm chí sự dính líu hoạt động của mật vụ Việt Nam đã lan rộng đến tận Slovakia. Ba ngày sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh xảy ra, một số nghi phạm tham gia vụ bắt cóc này đã thuê một chiếc xe từ Praha để lái đến Bratislava, thủ đô Slovakia, ký trú của người dịch Đức hay gọi theo tên xưa của thành phố này là Prague. Vào ngày 26 tháng 7 năm 2017, chiếc xe đã đỗ trong bãi đậu xe của khách sạn Boric. Theo dữ liệu của hệ thống định vị GPS trang bị trong chiếc xe này mà các nhà điều tra thu thập được, khách sạn này là nằm dưới sự quản lý trực tiếp của chính phủ Slovakia. Và đúng vào ngày các nghi phạm đỗ xe ở đó, ngày 26 tháng 7 năm 2017, một cuộc họp làm việc của các chính trị gia cấp cao Việt Nam và Slovakia đã diễn ra tại khách sạn Boric này. Cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm và Trung tướng Đường Minh Hưng, nghi phạm chính và là đầu não của vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Cuộc họp này quan trọng đến nỗi tướng Hưng thậm chí phải bay từ Việt Nam đến tham dự, mặc dù ông ta vừa mới rời châu Âu về nước. Về phía Slovakia, ông Robert Kalinak là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng thời là Phó Thủ tướng đã tham gia cuộc họp này. Các nhà điều tra Đức cho rằng có khả năng trong thời điểm đó Trịnh Xuân Thanh vẫn còn ở châu Âu. Vì sao có cuộc họp cùng lúc nhiều nghi phạm chính đến tham dự? Việt Nam và Slovakia có thảo luận cách đưa ông Trịnh ra khỏi châu Âu hay không? Trong tình huống như thế, thì Slovakia có thể giúp đỡ hay không? Theo tường thuật của truyền thông Slovakia, các cuộc đàm phán nhằm mục đích tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh công cộng. Ông Bộ trưởng Nội vụ Kalinak cũng phát biểu tương tự theo ý nghĩa này. Vài ngày sau, Trịnh Xuân Thanh xuất hiện trên truyền hình Việt Nam lần đầu tiên. Chiếc xe mà bài báo Frankfurt Allgemeine đề cập tới chính là chiếc xe Mercedes Vito màu xanh đen mang biển số 4SF5888 mà trang thời báo đã đưa tin trước đây. Chiếc xe này do nghi phạm mật vụ Nguyễn Hải Long và ông cậu Đào Quốc Oai là người đang bị phía Đức truy nã, thuê tại văn phòng dịch vụ thuê mướn xe của Bùi Hiếu tại chợ Sapa ở Praha. Chiếc xe này đã được thuê từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 7 năm 2017, trùng khớp với thời gian trong bài báo Frankfurt Allgemeine. Một người Việt đang kinh doanh trong khu chợ Sapa ở Praha cho biết: "Tôi đã gặp ông Nguyễn Hải Long đi cùng ông Đào Quốc Oai hôm 25 tháng 7 năm 2017. Họ tới cửa hàng thuê xe Bùi Hiếu tại khu chợ Sapa để mướn một chiếc xe Mercedes 9 chỗ màu sẫm. Xe này có thể chở được rất nhiều người trên một quãng đường dài. Kể từ đó đến nay, tôi không thấy ông Oai xuất hiện trở lại nữa." Đối chiếu hành trình còn lưu trữ trên thiết bị định vị GPS gắn trên xe Mercedes này thì thấy lộ trình được chỉ rõ chuyến đi theo hướng Praha, Brno, Bratislava, hoàn toàn trùng khớp với lộ trình nêu trong bài báo Đức Frankfurt Allgemeine. Như tờ Der Spiegel tường thuật, vào buổi sáng xảy ra vụ bắt cóc ngày 23 tháng 7 năm 2017, Trung tướng Đường Minh Hưng rời khách sạn lúc 8 giờ 18 phút và không trở lại. Cùng ngày, Nguyễn Hải Long đã đến quầy lễ tân khách sạn để hủy bỏ phòng đã được đặt trước cho những ngày kế tiếp và lấy giùm hành lý cho Trung tướng Đường Minh Hưng. Ngay sau khi vụ bắt cóc xảy ra, tướng Hưng cũng vội vàng rời khỏi nước Đức. Ông được Đào Quốc Oai, cậu của Nguyễn Hải Long, dùng xe thể thao hạng sang Porsche trở đến Praha, còn Nguyễn Hải Long lái chiếc xe Vidus bắt cóc trở lại thủ đô Séc.
Vào buổi tối, cả ba gặp nhau trong một nhà hàng Việt Nam ở Praha. Đó có phải là buổi tiệc ăn mừng thực hiện thành công vụ bắt cóc này hay không? Mọi người đã uống rất nhiều bia, Nguyễn Hải Long kể lại với cảnh sát như thế. Vào ngày hôm sau, tức là 24 tháng 7 năm 2017, Trung tướng Đường Minh Hưng đã rời Praha đi đến Moscow để bay trở về Hà Nội. Vừa về đến Hà Nội, Trung tướng Đường Minh Hưng có lẽ lại nhận được lệnh khẩn cấp phải bay sang ngay Bratislava, thủ đô Slovakia để tham dự một cuộc họp quan trọng với giới chức tình báo Slovakia dưới sự có mặt của ông Kalinak, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia và Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam ông Tô Lâm. Có phải Trung tướng tình báo Đường Minh Hưng phải bay sang Slovakia gấp để trợ giúp Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dàn xếp thương lượng với tình báo Slovakia đưa Trịnh Xuân Thanh về nước? Mặc dù nước Slovakia là một thành viên của Liên hiệp châu Âu EU, nhưng có phải qua cuộc thương lượng này, Slovakia đã đồng ý giúp Việt Nam đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi châu Âu hay không? Điều đáng ngạc nhiên là Việt Nam đã giữ bí mật và hoàn toàn giấu nhẹm chuyến đi của Bộ trưởng Công an Tô Lâm sang Slovakia gặp nói chuyện với ông Robert Kalinak, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia, vào ngày 26 tháng 7 năm 2017. Người ta không thể tìm thấy một tin tức bằng tiếng Việt nào về chuyến đi này của ông Tô Lâm. Theo cáo trạng dài 700 trang trong phiên tòa xử vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin, Đức, tòa đã công bố và ra lệnh bắt giữ toàn châu Âu nhiều đặc vụ tình báo Cộng sản Việt Nam. Theo cáo trạng, kẻ cầm đầu vụ bắt cóc là Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh thuộc Bộ Công an. Trong lời khai của ông Nguyễn Hữu Long cùng với nhiều đoạn tape record mà tình báo Đức thu lại cuộc nói chuyện giữa ông Long với Trung tướng Đường Minh Hưng. Trong bản cáo trạng tại phiên tòa, thì Trung tướng Đường Minh Hưng chính là kẻ chủ mưu cầm đầu bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Ông đã chỉ thị cho Nguyễn Hải Long cùng với người cậu của ông Long là ông Đào Hữu Oai, hiện đang trốn về Việt Nam, lái theo chiếc xe thuê để về Berlin. Trong nhóm tình báo ở chung khách sạn với tướng Hưng có đại tá tình báo Nguyễn Đức Thoa, Vũ Quang Dũng, trợ lý cho đại tá tình báo Nguyễn Đức Thoa, cùng ông Lê Anh Tú, cũng là trợ lý cho Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin. Qua lời khai trong bản cáo trạng dài 700 trang này, thì một người Đức gốc Turkey, Thổ Nhĩ Kỳ, là nhân viên bưu điện Berlin, một nhân chứng nhìn thấy vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Ông đã lấy xe đưa thư của bưu điện đuổi theo, đồng thời gọi báo cáo cho cảnh sát Berlin biết về những gì ông đã thấy. Viên nhân viên bưu điện không đuổi kịp chiếc xe bắt cóc vì kẹt xe khúc vào xa lộ. Bốn nhân chứng khác là một phụ nữ Đức cùng hai người Đức khác đã nghe tiếng la hét của ông Trịnh Xuân Thanh và nhìn thấy nhóm bắt cóc bịt miệng ông Thanh bằng khăn và áp tải lên xe. Một người du lịch Pháp cũng được tòa triệu tập tới phiên tòa vì ông nhìn rõ mặt bảy người trong nhóm bắt cóc và sẽ khai lời chứng tại phiên tòa tiếp tục vào ngày mai, trong lúc tòa trưng hình ảnh bọn bắt cóc thu hình tại những khách sạn. Cáo trạng dài 700 trang cùng với nhiều tài liệu, bao gồm 372 cuộn tape thu được khắp Berlin từ đường đi của bọn bắt cóc và có cả tape thu hình từ 3 khách sạn mà nhóm bắt cóc ở lại từ Séc tới Berlin. Trong tài liệu cáo trạng bao gồm 5 nhân chứng, trong đó có một người làm việc cho thành phố Berlin và 4 nhân chứng khác cùng các tiếp tân khách sạn đã có lời khai trong bản cáo trạng. Đây là một vụ bắt cóc quy mô có tổ chức từ Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam. Trung tướng Đường Minh Hưng cùng với các ông Đào Hữu Oai, Vũ Quang Dũng, Lê Anh Tú và đại tá tình báo Nguyễn Đức Thoa đều có tên trong danh sách bắt khẩn cấp tại châu Âu. Đặc biệt là phần bào chữa của luật sư cho nghi phạm Nguyễn Hải Long đòi bỏ qua tất cả các chứng cứ và ông đã đưa ra lời yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lúc gặp bà Thủ tướng Merkel. Viên luật sư cho rằng Trịnh Xuân Thanh là tội phạm tham nhũng đào tẩu tại Đức, yêu cầu tòa mời bà Merkel có mặt ở tòa để xác nhận lời yêu cầu của Nguyễn Xuân Phúc. Luật sư của Nguyễn Hải Long cho rằng phiên tòa mang cách chính trị chứ không phải tòa tội phạm hình sự, do đó cần phải hủy bỏ. Tại phiên tòa buổi chiều ngày 25 tháng 4 năm 2018 tại tòa thượng thẩm ở Berlin, như các bạn đã thấy, đã diễn ra một tình tiết rất đặc biệt. Đây là việc hé lộ ra có một nhân vật của Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin đã tham gia vào cái vụ bắt cóc này. Đó là ông Lê Đức Trung. Đây là lời khai của ông Phong, người mà được ông Lê Đức Trung vào buổi chiều ngày 23 tháng 7 năm 2017 gọi điện để nhờ đến lấy đồ của cô Phương tại khách sạn Sheraton.
Theo lời như ông Phong miêu tả lại thì trong lúc ông ấy đang đến người chỗ nhà người bạn tại đại lộ Phan Phúc A Lê thì được ông Lê Đức Trung là một cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Đức gọi điện và nhờ đi lấy đồ của một cái người bị gãy tay. Vì lý do ông Phong là đã có quen biết với ông Trung từ trước đó rất lâu cho nên ông ấy đã nhận lời. Và khi đến nơi thì ông ấy nhận được hai tờ phôi mắc, tức là cái tờ giấy mà ủy quyền. Và cái điều đặc biệt là cái trong cái phôi mắc này là một bản tiếng Việt viết rất chi tiết với ngày tháng năm sinh của cô Đỗ Thị Minh Phương và cùng với số hộ chiếu. Còn bản tiếng Đức thì được dịch ra rất ngắn và được đóng dấu của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức ký nhận. Ông Lê Đức Trung hiện nay là bí thư thứ nhất đang công tác tại bộ phận lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin. Cô Đỗ Thị Minh Phương được cho là bạn gái của ông Trịnh Xuân Thanh và đã bị bắt cóc cùng vào thời điểm đang đi dạo cùng ông Thanh tại công viên ở trung tâm Berlin vào hôm 23 tháng 7 năm 2017. Tường thuật ngày thứ hai phiên tòa thượng thẩm xử nghi phạm mật vụ Việt Nam Nguyễn Hải Long trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, tức ngày 25 tháng 4 năm 2018. Ngày thứ hai, tòa rời đến một địa điểm khác thoáng đãng hơn. Lần này, việc khám xét vẫn nghiêm ngặt còn hơn trước. Một lần qua máy soi và một cửa thứ hai khám xét bằng tay, có cảnh sát nữ và cảnh sát nam để tiện việc khám xét. Một người đàn ông Việt Nam đã phải trình bày với chiếc đồng hồ kết nối với iPhone. Cuối cùng, anh ta cũng không được cảnh sát chấp nhận cho mang đồng hồ đeo tay này vào phiên tòa. Phiên tòa không thể diễn ra theo đúng lịch bởi người phiên dịch cho một nhân chứng Pháp đến trễ. Mọi người tụ tập ở hành lang trước cửa phòng xét xử và nói chuyện. Có đủ các loại người mang đủ các quan điểm chính trị và cái nhìn vụ án này khác nhau, đứng trò chuyện trong khoảng không gian khá hẹp. Có nhân viên sứ quán đến dự phiên tòa, nhưng theo đường dân thường vào xem, mặc dù tòa án có ghế riêng và lối đi riêng dành cho cơ quan ngoại giao Việt Nam, nhưng người của Đại sứ quán Việt Nam không muốn đến dự chính thức, họ đi với tư cách dân thường. Berlin có cái hấp dẫn riêng của nó đối với giới báo chí và chính trị người Việt. Ở nơi đây có một sắc thái mà không cộng đồng người Việt nào ở đâu trên thế giới có được. Chẳng hạn như hôm nay, ở khoảng trống hẹp trong hành lang phòng xử này, những người có thể gọi là kẻ thù của nhau giáp mặt và nói chuyện, không có thái độ thù địch nào ở đây cả. Bởi đây là tòa án nước Đức, và sâu xa hơn nữa là đa phần những người được nhà nước Việt Nam gọi là phản động có mặt tại đây, và những người đảng viên Cộng sản hay có cảm tình với Cộng sản đều hiểu rằng họ đang đứng ở một nơi đại diện cho văn minh và dân chủ. Phải đến 10 giờ 30 phiên tòa mới được diễn ra, nhân chứng người Pháp nói rằng hôm đó anh ta đi cùng con trai đi lễ nhà thờ, thấy một nhóm người xô một người đàn ông và một người phụ nữ lên chiếc xe ô tô. Tòa hỏi anh ta về những chi tiết không giống lời khai trước cảnh sát, như việc thời gian diễn ra là 25 giây hay 5 giây. Hình như hai câu hỏi khác nhau, anh ta nghĩ tòa hỏi việc đẩy người lên xe mất bao nhiêu thời gian, còn cảnh sát hỏi anh ta nhìn toàn bộ sự việc bao nhiêu thời gian, mất mấy phút để hỏi rõ sự việc chênh lệch thời gian này. Nhân chứng khá trẻ và đẹp trai, anh ta ăn mặc lịch lãm với chiếc áo vest xanh đen thẫm và chiếc khăn kẻ caro quấn cổ của hãng thời trang nổi tiếng gì đó tôi quên bẵng mất. Người châu Âu có trách nhiệm với việc làm nhân chứng và với việc đã xảy ra. Ví dụ khi nhìn thấy vụ việc này, anh ta đã chụp ảnh lại chiếc xe và gọi cảnh sát Đức để báo nhìn thấy có vụ xô đẩy người vào một chiếc xe như thế. Anh ta đến phiên tòa với thái độ rất trách nhiệm. Tòa gọi anh ta và Nguyễn Hải Long đến bàn chủ tọa để nhân chứng người Pháp chỉ chiếc xe trong ảnh. Mấy tấm ảnh được bày ra, mọi người xuống vào xem, từ công tố viên, luật sư, thẩm phán, nhân chứng và bị cáo cùng phiên dịch. Nguyễn Hải Long ở trong phòng cách ly, có kính chống đạn và lối đi thẳng vào phòng từ đường hầm. Long bước ra ngoài, đến bàn chủ tọa chứng kiến nhân chứng chỉ ảnh ô tô. Mái tóc của anh ta có nhiều sợi bạc và nét mặt chịu đựng. Ông luật sư nói nhỏ gì đó vào tai Long, nhưng Long có vẻ bất cần để ý. Lúc xem ảnh xong, ông luật sư bên bị cáo có vẻ tức tối. Ông ta hỏi chủ tọa rằng tại sao lại trình bày ảnh kiểu như mớm cung vậy. Phía công tố viên nói đại ý rằng xếp từ 1 đến 5 thứ tự ông nói vậy, xếp từ 5 đến 1 ông cũng sẽ nói vậy, cãi như thế là cãi vô lý, ông luật sư không nói gì. Nhân chứng thứ hai là một người đi xe đạp, cách 100 mét ông ta nhìn thấy vụ xô đẩy, ông ta đạp xe đi thể thao nên không mang điện thoại, thấy vụ việc ông đã mượn điện thoại để báo cảnh sát. Lúc đến chỗ xảy ra vụ việc ông thấy điện thoại rơi ra, đó là điện thoại của Trịnh Xuân Thanh. Nhân chứng đặc biệt là một người Việt Nam tên là Phong.
Trước đây Lê Trung Khoa có gọi điện cho tôi hỏi về việc có người Việt Nam gặp Khoa và nói ông ta có dính đến vụ bắt cóc. Ông ta không hề biết việc này, chỉ vì đại sứ quán nhờ ông đi nhận đồ, ông ta đi, sau đọc báo mới biết. Tôi khuyên Lê Trung Khoa bảo ông ta gặp ngay cảnh sát trình báo, như thế chứng tỏ ông ta là người bị lợi dụng và không biết gì. Lê Trung Khoa đã giới thiệu hoặc dẫn ông ta đi thì phải. Đến chỗ cơ quan cảnh sát Đức thụ lý sự việc này để trình báo. Vì thế hôm nay ông ta đến tòa với tư cách là nhân chứng. Ông ta khai nhận viên an ninh sứ quán tên Trung đã nhờ ông ta đến khách sạn lấy đồ của Đỗ Minh Phương với tờ giấy giới thiệu của sứ quán Việt Nam. Như vậy, chiều hướng như luật sư bên bị cáo đòi hỏi chuyển phiên tòa sang chính trị, mời bà Merkel đến làm rõ về yêu cầu đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là không được chấp nhận. Ông luật sư chỉ định do nhà nước Đức trả tiền. Trong vụ án này, bị hại là nhà nước Đức và bị cáo là nhóm bắt cóc do Trung tướng An ninh Việt Nam Đường Minh Hưng phối hợp với cán bộ Sứ quán Việt Nam tại Đức thực hiện hành vi phạm tội trên lãnh thổ Cộng hòa Liên bang Đức. Là một công dân Đức được nuôi dưỡng và học hành ở nước Đức, ông luật sư đã hết mình bảo vệ quyền lợi cho những kẻ xâm hại an ninh Tổ quốc ông, nơi mà gia đình ông sinh sống từ bao đời nay. Nhìn như thế, chúng ta mới thấy rõ sự văn minh trong ứng xử, sự công bằng của luật pháp Đức. Ông luật sư cho nhóm bắt cóc Việt Nam đã bảo vệ cho nhóm này hết lòng. Không ai có thái độ hoặc lời nói cho rằng ông ta đã phản bội Tổ quốc của mình. Bởi họ hiểu rằng ông đang hết lòng trách nhiệm với công việc ông được giao. Ông ta có quyền nói ngang chừng không phải xin phép. Ông ta ngồi tại chỗ, chất vấn thẳng ai đó mà không cần thư gửi xin phép chủ tọa câu nào. Ông ta phê phán nhà nước Đức đã sai khi bao che cho Trịnh Xuân Thanh, không chịu dẫn độ về theo đề nghị chính đáng, ý của ông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông ta nói bà Thủ tướng Đức đã sai nọ sai kia. Ông ta không bị hạn chế, không bị tước thẻ, không bị báo chí Đức lên án lợi dụng phiên tòa để bôi xấu nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức. Nếu bạn nhìn thấy những chiếc bàn chỉ tọa không cao hơn bàn luật sư là mấy, khi có việc như xem chứng cứ, mọi người quay lại xem bình đẳng, thì sẽ thấy cảm giác đây là một cuộc họp để bàn bạc, chứ không phải là một phiên tòa như ở Việt Nam. Khả năng bác bỏ được cáo buộc tội danh bắt cóc trong vụ án này chỉ chiếm chưa đầy 4% cho đến giờ phút này. Những chứng cứ mà công tố viên đưa ra quá nhiều và rõ ràng. Nếu phiên tòa kết luận tội danh bắt cóc khủng bố, đương nhiên Trung tướng Đoàn Minh Hưng sẽ bị truy nã quốc tế vì là kẻ chủ mưu. Đây sẽ là vết ô nhục cho Bộ Công an Việt Nam. Có thể vì vụ án này mà cuộc họp Interpol vừa qua tại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Tô Lâm đã không dám đến dự. Đặc biệt vai trò của Sứ quán Việt Nam tham gia quá nhiều và rõ ràng, thậm chí là tích cực trong vụ bắt cóc khủng bố này sẽ đem lại những hệ lụy không lường được cho Việt Nam. Hiện nay phiên tòa đang diễn ra, chưa rõ những nhân viên, cán bộ Sứ quán tham gia sẽ bị xử lý hoặc được quyền miễn trừ do tính chất ngoại giao. Phiên tòa sẽ còn diễn ra 19 phiên xử nữa. Chế độ Cộng sản Việt Nam đang tìm mọi cách để thông tin về phiên tòa không đến được với dư luận nhân dân Việt Nam. Họ dường như chọn thái độ mặc kệ phía Đức muốn xử sao, làm gì cũng được, kể cả cắt hẳn quan hệ ngoại giao. Một thái độ rất chí phèo, một thái độ rất đặc trưng của chế độ Cộng sản Việt Nam khi làm sai bị quốc tế lên án. Suy cho cùng thì dẫu có cắt đứt quan hệ ngoại giao Việt-Đức, thì Nguyễn Phú Trọng vẫn là tổng bí thư quyền lực nhất Việt Nam. Như thế, tội gì ông ta phải xuống thang với nước Đức để mất oai phong của mình. Ông ta chả thiệt hại gì cả, mặc kệ nước Đức muốn sao thì dân Việt chịu. Ông ta không hề chi. Nếu tính chịu trách nhiệm thì Nguyễn Phú Trọng càng thoát tội, vì người ta nếu xét tội thì xét tội của Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc trên vai trò chủ tịch nước, thủ tướng, chứ chức vụ tổng bí thư của đảng không có giá trị pháp luật với nước văn minh nên không thể truy tố hay kết tội Nguyễn Phú Trọng được. Những tình thế như vậy sẽ khó có khả năng cải thiện về quan hệ Việt-Đức, trừ khi Nguyễn Phú Trọng về hưu hay đột tử. Luật sư của bị cáo Nguyễn Hải Long sẽ đệ đơn yêu cầu tòa án mời bà Thủ tướng Đức ra trước tòa. Tiết lộ với báo chí truyền thông, luật sư Stefan Bonnell của bị cáo Nguyễn Hải Long cho biết, ông có ý định trong trường hợp cần thiết sẽ đệ đơn yêu cầu tòa án mời bà Thủ tướng Đức Merkel ra trước tòa như là một nhân chứng để công khai lý do tại sao những đề nghị dẫn độ của phía Việt Nam không được cứu xét giải quyết. Hôm nay, thứ ba ngày 24 tháng 4 năm 2018, phiên tòa xét xử nghi can mật vụ Việt Nam Nguyễn Hải Long đã được khai mạc tại phòng 700 của tòa án bang Berlin. Vụ xét xử này không những đã được đông đảo đài báo trong nước Đức quan tâm, mà còn được nhiều phóng viên, truyền thông quốc tế chú ý. Cho nên vào giờ chót, thay vì phòng 701,
phiên tòa đã được rời sang phòng 700 có sức chứa lớn hơn. Trong phiên tòa khai mạc hôm nay, ông Lien Hartweiss, đại diện của Viện Công tố Liên bang Đức, đã đọc bản cáo trạng. Được biết, bản cáo trạng dày 70 trang, nhưng ông Lien Hartweiss chỉ đọc những phần liên quan đến bị cáo Nguyễn Hải Long. Điểm đáng chú ý là các nhân chứng không những đã chứng kiến, trông thấy mà còn lấy mấy điện thoại di động ra chụp cảnh bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cùng với cô nhân tình Đỗ Thị Minh Phương lúc buổi sáng đi dạo trong công viên Tiergarten và chụp ảnh chiếc xe bắt cóc, kể cả biển số xe. Sau khi nghe công tố viên liên bang đọc bản cáo trạng trước tòa, bị cáo Nguyễn Hải Long đã im lặng, không phát biểu gì. Luật sư Stefan Bonnen nói, thân chủ của ông sau này sẽ có ý kiến. Sau khi bản cáo trạng được đọc, bà chánh án đã đọc một danh sách dài các bằng chứng mà những điều tra Đức đã thu thập một cách tỉ mỉ, bao gồm hành trình thời gian và lộ trình di chuyển của xe qua hệ thống định vị GPS, dữ liệu đặt vé và danh sách hành khách của các hãng hàng không khác nhau từ Air Berlin đến hãng hàng không Trung Quốc. Hanan Airways, nội dung nói chuyện qua điện thoại di động, video giám sát từ nhiều nguồn khác nhau như Hotel Zitterhof và quán ăn Kentucky Fried Chicken. Trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí, tại sao mật vụ Việt Nam để lộ quá nhiều dấu vết như thế? Bà luật sư Schlagenhoff của Trịnh Xuân Thanh nói, mật vụ Việt Nam tin chắc rằng không ai chú ý đến vụ bắt cóc này và sau đó cũng chẳng ai quan tâm đến nó làm gì, nhưng phía Việt Nam đã nhầm lẫn lớn. Về cô Đỗ Thị Minh Phương, người tình của Trịnh Xuân Thanh mà mật vụ Việt Nam đã sử dụng làm chim mồi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, thì bà luật sư nói với các ký giả rằng cô ta cũng là một nạn nhân bị bắt cóc chứ không nằm trong nhóm thủ phạm. Cô ấy đến bệnh viện ngay sau khi bay về tới Việt Nam. Chúng tôi biết rằng vào 1 giờ khuya ngày thứ Ba, 25 tháng 7 năm 2017, cô ấy đã đến bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội vì một xương cánh tay bị gãy. Cô bị công an canh phòng cẩn mật tại đây, vì vậy không thể tiếp cận với cô ấy mặc dù đã cố gắng tìm cách tiếp cận. Sau đó cô bị chuyển đến một bệnh viện quân đội và tiếp tục như thế nào thì chúng tôi không biết. Trích lời bà luật sư Schlagenhoff. Ông Lien Hartweiss, đại diện của Viện Công tố Liên bang Đức nói rằng bị cáo Nguyễn Hải Long cho biết nét chính của kế hoạch bắt cóc. Tuy nhiên, ông Long không trực tiếp tham gia khi bắt cóc. Trả lời phóng viên báo chí, luật sư Stefan Bonnel của bị cáo đã phản bác cáo buộc trên. Thân chủ của tôi là một con tốt thí. Ông Long có tham gia nhưng không biết đây là một vụ bắt cóc. Họ nói với ông Long là thuê xe giúp họ để dùng cho mục đích du lịch. Thân chủ của tôi không biết gì cả về kế hoạch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Tuy nhiên, trong bản cáo trạng nêu rõ, bị cáo Nguyễn Hải Long đã nói chuyện với Trung tướng Tình báo Đường Minh Hưng bằng điện thoại di động và các nhà điều tra Đức đã có trong tay bản thu âm những cuộc nói chuyện điện thoại này. Ngoài ra, nghi phạm mật vụ Nguyễn Hải Long chính là người đến khách sạn Zitterhof để trả phòng và lấy hành lý cho Trung tướng Đường Minh Hưng. Còn ông Đào Quốc Oai, cậu của Nguyễn Hải Long, chính là người chở Trung tướng Đường Minh Hưng từ Berlin về Praha bằng chiếc xe thể thao Porsche hạng sang ngay sau khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Trong phiên tòa khai mạc, luật sư Stefan Bonnel của bị cáo đã lên tiếng chỉ trích rằng bản cáo trạng thiếu phần đề cập đến yếu tố chính trị. Ông đọc một tờ giấy dài đã soạn trước, nào phía Việt Nam đã đưa cho phía Đức lệnh truy nã quốc tế Trịnh Xuân Thanh, nào phía Việt Nam đã nộp đơn cho phía Đức đề nghị dẫn độ ông Thanh, nào Thủ tướng Việt Nam đã trao đổi với Thủ tướng Đức Merkel về vấn đề này trong dịp hội nghị G20 tại Hamburg, Đức. Nhưng tất cả không được chính phủ Đức lưu ý tới và lệnh truy nã quốc tế không được chính phủ Đức tôn trọng. Tiết lộ với báo chí truyền thông, luật sư Stefan Bonnel của bị cáo Nguyễn Hải Long cho biết, ông có ý định trong trường hợp cần thiết sẽ đệ đơn yêu cầu tòa án mời bà Thủ tướng Đức Merkel ra trước tòa như là một nhân chứng để công khai lý do tại sao những đề nghị dẫn độ của phía Việt Nam không được cứu xét giải quyết. Liệu yếu tố chính trị có giữ một vai trò gì trong vụ xét xử này hay không thì phải chờ xem diễn biến của vụ xét xử này trong những ngày tháng tới. Phiên tòa xét xử vụ này dự kiến sẽ kéo dài đến cuối tháng 8 năm nay.